Xin kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên. Chương trình hôm nay gồm có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên tổ chức họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2020. Dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Văn Hiêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Trong tháng 4, Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan, chủ động triển khai nhiệm vụ phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh. Chỉ đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện chủ động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời phối hợp tốt với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2020, đặc biệt là triển khai tới cán bộ công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCnet. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Văn Hiêng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tăng cường nắm tình hình cơ sở, tích cực tuyên truyền phổ biến nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp đến nhân dân, góp phần chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên có 7 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn đoàn kết, đổi mới nội dung phương thức lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và ngành dọc cấp trên trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo các phán quyết của tòa án được thực thi nghiêm minh. Trong giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ thi hành án đạt 99%. Công tác xây dựng đảng, hoạt động của các đoàn thể được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 4 đảng viên và ủng hộ 20 triệu đồng tham gia xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, tập trung nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy dân chủ, triển khai nhiệm vụ đảm bảo tính chủ động, quyết liệt và hiệu quả, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ban chi ủy khóa mới, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Minh Thị tái cử chức danh bí thư chi bộ khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 17 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Lò Hải Ươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm trưởng đoàn đã đến trao quà ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lò Hải Ươi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao cho Trung tâm Y tế huyện các phần quà do các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gồm 67kg cá sấy, 50kg gạo, 30kg rau các loại, 63 chai nước muối sinh lý Bitcoin. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, thay mặt lực lượng tham gia phòng chống dịch và cán bộ viên chức Trung tâm Y tế huyện, đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân để động viên chia sẻ với các tập thể y bác sĩ và lực lượng tham gia phòng chống dịch, không để dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn huyện Than Uyên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện song song hai nhiệm vụ chống dịch và tăng cường sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Mường Mít đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống, vừa duy trì triển khai các biện pháp để phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Những ngày này, trên cánh đồng của xã, bà con nông dân vẫn cần mẫn bám đồng ruộng để sản xuất. Trên các cánh đồng, nhân dân cũng tự giác giữ khoảng cách, không tụ tập thành nhóm lao động sản xuất đông người.
nhất là việc tự giác đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà hay ra đồng đều được nhân dân chấp hành nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe theo quy định. Vụ đông xuân năm nay, xã thực hiện gieo cấy 89 ha, đạt 101% kế hoạch. Thời điểm này, cây lúa đang trong giai đoạn phát triển tốt. Một số cây trồng khác như ngô, lạc, đậu tương, rau các loại đang triển khai thực hiện gieo trồng. Để chủ động các biện pháp ổn định sản xuất, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với trưởng bản, tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân, chăm sóc và thu hoạch cây màu vụ đông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân năm 2019-2020, đăng ký đất, làm đất trồng chè, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên loa truyền thanh của xã, tăng cường các biện pháp vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, dù khó khăn, người dân vẫn lạc quan, nỗ lực để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, xã Mường Than gieo cấy 425 ha lúa, hoàn thành 100% kế hoạch. Cơ cấu giống chủ yếu là xé củ, J02 và một số giống lúa thuần. Hiện nay diện tích trà sớm đang trong giai đoạn chắc hạt, trà chính vụ, lúa đang trổ đồng. Bà con nhân dân đang tích cực thăm đồng, chăm sóc lúa. Anh Lường Văn Ngoan, bản Chít, xã Phúc Than cho biết. Hôm nay là gia đình tôi đã có trồng những giống Việt Đai 20 này. Và đấy gia đình chúng tôi trồng được gần 2.000. Và bây giờ thời điểm này là lúa đang phát triển trổ bông này. Bây giờ tôi đang lấy phun thuốc này, phòng trừ đem đép hạt này với lại khô cổ vuông này. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Mường Than tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các thôn bản theo dõi sát sao những diễn biến của thời tiết, tình hình sâu bệnh, kịp thời có biện pháp phòng trừ, vận động nhân dân tích cực chăm sóc, điều tiết nguồn nước, tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển, đảm bảo chất lượng, năng suất cao. Thưa quý vị, những ngày này, cùng với việc tích cực chăm sóc lúa, cây màu vụ đông xuân, nhân dân xã Hua Ná đang tập trung thu hái chè. Năm 2020, tổng diện tích chè của xã là 19,6 ha đã cho thu hoạch. Để cây chè phát triển tốt, đạt tỷ lệ búp cao, cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nhân dân đốn tán, bón phân và chăm sóc nên cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay, giá chè búp tươi từ 6 đến 7.000 đồng 1 kg. Từ việc chăm sóc, thu hái đúng quy trình kỹ thuật, cây chè cho sản lượng, chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân trồng chè xã Hua Ná tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, theo kế hoạch, vụ đông xuân năm nay, xã Hua Ná gieo trồng 40 ha ngô, cơ cấu chủ yếu là giống lai năng suất cao như CP989, CP888. Xác định cùng với lúa, ngô là cây lương thực quan trọng quyết định đến kinh tế của nhân dân. Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các thôn bản hướng dẫn nhân dân chủ động các công đoạn gieo trồng đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Hiện nay cây ngô đang trong giai đoạn phát triển từ 6 đến 8 lá. Bà con nhân dân đang tích cực làm cỏ, vun gốc, đồng thời đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc, đảm bảo cho cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao, góp phần tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.